Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị bị kỷ luật khiển trách do thiếu kiểm tra để cấp dưới vi phạm quy định về đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng. Trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh bị cách tất cả chức vụ trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ba nguyên bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang, Phú Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị bị kỷ luật khiển trách do thiếu kiểm tra để cấp dưới vi phạm quy định về đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Đặng Trọng Vân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa đã bị kỷ luật khiển trách. Ngày 2 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Trị phát đi thông cáo báo chí kỳ họp thứ 39. Nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Trị khóa 17. Cụ thể, tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Trọng Vân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, nguyên Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa và ông Trần Nhật Hoàng, đảng viên chi bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Ô Bà. Sau khi xem xét kết quả đề nghị thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy ông Đặng Trọng Vân trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa từ tháng 11 năm 2017 ngày 31 tháng 7, với trách nhiệm là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa có những khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, không phát hiện, để cấp dưới thuộc phạm vi quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng. Còn ông Trần Nhật Hoàng trong thời gian giữ chức vụ bí thư chi bộ, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích đất trái với quy định pháp luật về đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và hoàn cảnh vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đặng Trọng Vân và khai trừ Đảng đối với ông Trần Nhật Hoàng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ba nguyên bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang, Phú Thọ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang Chậu Văn Lâm, nguyên bí thư tỉnh ủy Phú Thọ Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh. Trong các ngày 1 và ngày 2 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 48. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy. Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện gói thầu số 26 thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các ông Chậu Văn Lâm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Viết Cương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang, nguyên Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang và một số tổ chức Đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Viết Cương. Cảnh cáo chi bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Hà Văn Sáng, chi ủy viên, Phó Giám đốc Ban quản lý, khiển trách Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và ông Hà Quốc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Chậu Văn Lâm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra,
xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về các ông Ngô Đức Vượng, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Doãn Khánh, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với đó là ông Hoàng Dương Mạc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lưu Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2010-2015 và các ông Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh, Lưu Quang Huy. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng đoàn và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong xây dựng, ban hành, thực hiện các quy chế, quy định, công tác tổ chức, cán bộ, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, quản lý, sử dụng đất, tài chính, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và các ông Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch, Hoàng Quang Phòng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, các ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Võ Tân Thành, Bùi Trung Nghĩa và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, lãng phí tiền, tài sản nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh bị cách tất cả chức vụ trong đảng. Ông Nguyễn Anh Thi, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh bị Ban Thường vụ Thành ủy cách tất cả chức vụ trong đảng vì vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Thi đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, luật hôn nhân và gia đình. Ông Thi 48 tuổi, có trình độ chuyên môn phó giáo sư tiến sĩ chuyên ngành cơ học. Ông nhận nhiệm vụ trưởng ban quản lý khu công nghệ cao vào đầu năm 2020. Trước đó, ông làm giám đốc khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ông Thi, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Văn Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2. Ông Thọ bị xác định đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong công tác lãnh đạo, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Cụ thể, ông Thọ sai phạm khi chỉ đạo ký hợp đồng liên doanh, liên kết, khai thác mặt bằng trên khu đất thuộc công trình trung tâm tham vấn tâm lý và công trình cải tạo sửa chữa nhà tham vấn tâm lý, nhà khách thuộc khuôn viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng cảnh cáo ông Đoàn Văn Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ, do đã vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong việc giao nhiệm vụ cho cấp dưới và quyết định tạm giao đất cho doanh nghiệp tư nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước. Ngoài ra, cơ quan kiểm tra của Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy kỷ luật ông Đinh Minh Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
nguyên phó bí thư đảng ủy, nguyên trưởng ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố. Lý do ông Hiệp đã vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong việc đấu thầu dự án mua sắm trang thiết bị cho hệ thống phòng thí nghiệm và xử lý môi trường, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Ông Hiệp đã bị bác hồi tháng 8. Kỷ luật ông Đoàn Văn Thu, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ do đã vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong việc ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây phát sinh hậu quả pháp lý